nghĩa. Có rất nhiều người hỏi là sau album này mình sẽ làm gì. Thì cái công việc của mình, tất nhiên mình sẽ vẫn phải tiếp tục làm nhạc thôi, nhưng mà có điều là mình sẽ ít hoạt động về rap hơn. Thay vào đó thì mình sẽ làm beat khá là nhiều, và cũng như là làm studio build cho anh em Thu vậy thôi, và mình đánh ra mấy beat cho anh em chơi. Đó sẽ là công việc của mình sau nguyên cái hành trình mà mình đã đi qua. Thì mình có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, không hẳn cũng không gọi là rất nhiều, mà là chỉ vừa đủ thôi đối với mình. Tại vì trong vòng 1 năm trước đến 2 năm trước, mình không có thể nào mà có những tư duy như bây giờ được, và bây giờ thì có. Mình nghĩ mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều so với hồi đó rồi. Những cái lỗi sai mình hoặc cái thứ mình cũng sắp xếp được, và cũng như là sửa được. Và mình cảm thấy rất là vui khi mà mình sửa được những cái sai lầm đó. Đối với mình, trong suốt 2 năm vừa qua là một cái quá trình, là một cái cuộc hành trình tuyệt vời đối với mình. Yeah. Và cảm ơn những người anh em, cảm ơn ba mẹ đã bên cạnh mình từ những lúc mà mình bắt đầu chơi rap đến bây giờ. Những người đã từng dìu dắt mình, những người đã từng bỏ mình, từng chê bai mình, thì cũng cảm ơn họ. Vì nhờ có họ thì mình mới có được như ngày hôm nay.